Ok, xin chào 18 với chị đang xem. Người vào đông đông một chút rồi thì em chia sẻ một chút về thị trường nhé. Những cái thông tin cái này thì em phân tích kỹ hơn, thì hỏi lại mọi người một chút, đó là cái thông tin về giảm lãi suất điều hành ngày hôm nay. Thì theo anh chị thì chúng ta nên mua hay nên bán? Anh chị nhận định thị trường như nào? Anh chị có thể chia sẻ cái quan điểm của mình về cái thông tin này và để lại cái phần em trắc nghiệm ở phía trên nhé. Ok, thị trường ngày hôm nay thì VN-Index đóng cửa giảm 4,7 điểm, 4,79 không với 45%, 266 mã giảm, 139 mã tăng. Dòng tiền là những mã giảm thì xét là mặt tỷ lệ thì như này thì số mã giảm so với số mã tăng thì số mã tăng như này vẫn chiếm cái tỷ lệ cao hơn. Tức là về mặt dòng tiền nó vẫn tỷ lệ cao hơn so với cái số mã giảm. Đó là cái dấu hiệu cũng tương đối là tích cực. Tuy nhiên thì nó không vượt được cản cái áp lực bán gia tăng thì hiện tại thì vẫn chưa xác nhận một cái điều gì và vẫn khá là giằng co. Cái điều này thì em đã nói với mọi người cách đây khoảng 2-3 hôm rồi. Nên là cái việc mua bán thì anh chị cũng nên cẩn trọng. Ngày hôm nay thì VND tiếp tục thể hiện tăng tốt này. Hôm nay thì điểm sáng của nhóm bất động sản thì có PDR. PDR thì hôm nay đóng đến 13.6. Hôm nay thì cho khách mua trước một ít quanh giá 13.4, 13.5. Mua từ không biết là sáng hay chiều nhưng mà có mua rồi. HCM cũng theo cái đà tăng của nhóm chứng khoán từ VND ngày hôm qua thì HCM cũng đã tăng. EIB hôm nay cũng là một điểm sáng của cái nhóm ngân hàng. EIB thì hôm qua hôm kia anh cho anh em mua một ít, tí nữa cái này thì em chia sẻ mọi người rồi đúng không? Còn hôm nay chỉ có mua thêm mỗi PDR thôi. Còn EIB nói mọi người rồi. DLH hôm qua cho mua rồi. CTS hôm vừa giờ cũng nói mọi người là khả năng nó có nhịp tăng đúng không? FTS, VIC hôm nay ACB có thanh khoản rất lớn nhưng mà nó chỉ tăng được 1,2%. Thế nữa chúng ta cùng xem qua một số cái nhóm cái mã ngân hàng nhịp này. DG hôm nay cũng tiếp tục rung lắc, chưa phá được đỉnh nhưng mà cũng tạm thời ổn định trở lại sau cái thông tin cách đây khoảng 4-5 hôm. Mọi người không chắc có nói đâu, chắc 4-5 hôm nữa là mọi người lại quên hết cái câu chuyện của DG. Đến hôm nay là như này lại ổn định rồi, chả ai còn nhớ đến DG đến cái thông tin ngày hôm trước đó. Ok, nó giống như kiểu scandal ở trên showbiz đấy. Sau một cái scandal này xong lại đến một scandal khác thì cái scandal trước cuối cùng lại bị quên đi. Đấy, thì hôm nay cái thông tin về lãi suất điều hành thì nó làm cho DG cái thông tin ngày hôm trước thì bây giờ chả còn cái vương vấn gì của đến nhà đầu tư nữa. Cái nhóm công nghiệp thì hôm nay có Hòa Bình tiếp tục cái đà hồi phục, CTI tiếp tục tăng tương đối tốt. CTI thì room trung dài hạn anh em cho mua. CII thì là hôm nay là tăng nhẹ sau phiên tăng trần. Dabaco là cái nhóm thịt heo, BAF thịt heo, HAG đều tăng tốt nhưng Dabaco thì tăng rất tốt. Nhóm dầu khí thì PVD tăng nhẹ, Pao, PET, DGC. Nhìn chung thì nhóm vật liệu cơ bản thì Hoa Sen, Hòa Phát, Nam Kim đều chỉnh sau một cái phiên ngày hôm qua thì cái nhóm Hoa Sen, Nam Kim tăng khá tốt. Hôm nay GVD cũng chỉnh. Nhìn chung thì cái động lực tăng của thị trường nó không được quá mạnh, nó chỉ có một vài cái cổ phiếu riêng lẻ thôi, không có nhiều cổ phiếu, nó không có một cái dòng nào cụ thể cả. Đấy, từ ngân hàng, chứng khoán đến bất động sản cũng khá phân hóa, nó không có một cái dòng như em nói là không có một cái dòng nó dẫn để cho cái thị trường nó có thể bứt khóa một cách mạnh mẽ qua cái vùng 1075, 1080 cả, rất đồng nhằng. Tức là ở đây có thể thấy là không ai muốn trả một cái giá cao hơn để chúng ta mua. Người ta chỉ bán cái cổ phiếu đã tăng rồi lên chạm cái vùng cản, sau đó họ quay trở lại họ mua những cổ phiếu khác, có thể là cùng dòng hoặc là khác dòng nhưng mà nó chưa tăng. Đấy, đó là cái hành động của nhà đầu tư ở nhịp này, và cái hành động này cũng giống cái hành động của team chúng ta đúng không ạ? Team chúng ta thì trong suốt tuần vừa qua thì cứ lên cản người ta bán một phần, sau đó thì lợi nhuận thì chúng ta giữ lại hoặc là đánh lướt lát thì đợi điều chỉnh lại mua những cái vùng hỗ trợ hoặc là mua những cổ phiếu khác mà đang đi liền tốt đúng không ạ? Ok, thì thị trường hôm nay thì tác động index thì có VIC, PGV, ACB, RI, BVH, DGC, VND, Dabaco. Chiều giảm thì mạnh hơn là GAT này. GAT hôm nay giảm gần 1 điểm, rồi BID, Vinamilk, Masan, Vinhome, Vietcombank, Hòa Phát, BCM, toàn những cái ông lớn hôm nay điều chỉnh thôi. Nước ngoài hôm nay lại tiếp tục một phiên bán ròng, họ bán ra Vinamilk, Masan và VND bán khá mạnh. Ba ông này đã hơn 300 tỷ rồi, 350 rồi. Hòa Phát tiếp tục bị bán. Hòa Phát sau cái giai đoạn
cách đây khoảng tầm hơn một tháng thì họ mua rất là nhiều, bắt đầu họ lại bán ra, mua PAO, VRE, VIC, tự doanh ngày hôm nay họ cũng bán, họ bán đâu đó là PET, quỹ, mua quỹ. Nhìn chung thì hai cái khối này bán thì đâu đó là cá nhân hôm nay lại mua, đúng không ạ? Nếu mà nhìn đúng như này, thanh khoản hôm nay cũng xem ngày hôm qua cũng là một cái phiên thanh khoản khá là lớn, khá là lớn trong khoảng tầm một tháng ở đây, tầm 5-7 phiên trở lại đây thì là cũng thanh khoản khá lớn, đúng không ạ? Ngành nghề hôm nay thì chủ đạo là chỉnh, chỉ có viễn thông là xanh thôi, tiêu dùng, vật liệu cơ bản, nhóm tài chính này, tài chính có ngành con ở đây là chứng khoán thì hôm nay tăng nhẹ, bất động sản, ngân hàng điều chỉnh, hai cái nhóm ngành lớn thì đang chỉnh nhẹ, bảo hiểm, quỹ các thứ thì cũng tác động không nhiều. Ok, đó là thị trường anh chị em nhé. Đến hôm nay xem là ông nào có thanh khoản đột biến nào, để 100.000 đi. Thôi 100.000 được. 100.000 thì hôm nay có Phú Tài tăng tốt này. ACB hôm nay có thanh khoản khá đột biến, tăng 200%. DVG mà lại cũng khá là lạ. Masan, hai cái cổ phiếu trong nhóm VN30 là có ACB và Masan. Masan thì giảm, còn ACB thì tăng 50% thì nhiều hơn. 50% thì xuất hiện ở đây là có TV Bank, OI hôm nay bị chỉnh nhẹ. IDG thì tăng nhẹ. Rồi CTD vẫn tiếp tục tăng khá tốt nhá. CTD tiện khả năng kéo một cái nhịp này, tiếp tục một nhịp cuối. PNG, EIB hôm nay là thanh khoản cũng khá đột biến, 85% trung bình 20 phiên. Rồi là PET, PDR hôm nay cũng tăng đột biến, gần trung bình 5 phiên, gần 100% trung bình 5 phiên. Đó, tích cực của dòng tiền PET, HCM, Masan, BBB, nhóm ngân hàng hôm nay có EIB, ACB và BBB. Hôm qua thì có Techcombank, một vài phiên đây thì có Techcombank và Vietcombank, hôm nay có thêm 3 cổ phiếu nữa. Nhóm ngân hàng thì để cả một dòng nó chạy được thì dòng tiền như thế này thì em đánh giá là không thể kéo được nhá, không thể kéo được toàn bộ cái dòng ngân hàng được, nên là dòng ngân hàng nó chỉ giữ cái nhịp thôi, chúng ta cũng chỉ đánh cái cổ phiếu đơn lẻ. Trung bình 20 phiên khớp 100% thì có VAB, SBS hôm nay tiếp tục một cái phiên phá đỉnh. SBS hôm nay thì anh em giữ 1/2 đã có lợi nhuận rồi, lợi nhuận tầm hơn 20%, hai mấy phần trăm. Hôm nay cho anh em mua lại 1/2, chấp nhận mua lại giá cao hơn phá đỉnh thôi. DDV hôm nay cũng có một cái dấu hiệu tích cực. DDV thì hôm trước cũng báo anh em mua túc tắc được, hôm nay thì cũng có một cái thanh khoản khá là đột biến. VND, NHA hôm nay trần, EIB có rồi. RI hôm nay cũng là một cái phiên tích cực. Thế chúng ta cùng xem RI nào. CTI thì tích cực rồi. NAB, PEP, MCG. MCG hôm nay 21%, không biết là con này thì PEP, BBB rồi, Phú Tài rồi, HCM, PXT, ACB rồi. Không có quá nhiều cổ phiếu nổi bật. Thì hôm nay ở đây thì nổi bật về mặt thanh khoản đột biến thì đầu tiên là có DDV thì ngày hôm nay thì thanh khoản khá đột biến. DDV thì những phiên trước đã báo anh em bắt túc tắc ở quanh vùng này rồi, quanh vùng giá 9 rồi. Hiện tại là 9.5, đó khoảng 5%. Cũng là một cái vận động khá tích cực. DDV như này là khá tích cực. Rồi ACB này. ACB hôm nay là một phiên thanh khoản khá là lớn đấy, khá là đột biến luôn. Trung bình 20 phiên nó chỉ tầm 5 triệu. Mà hôm nay nó tầm đâu đó là 21 triệu, tức là gấp 4 lần trung bình 20 phiên. Tăng 300%. Tuy nhiên thì về mặt trung dài hạn nó đã có một nhịp tăng khá tốt rồi. Tăng khá là mạnh rồi. Tiệm cận một cái vùng nền vùng đỉnh cũ, vùng nền tích lũy vùng index 1500. Thì khả năng tăng mạnh trong ngắn hạn thì tương đối khó. Hôm nay thì xét về mặt ở đây là thanh khoản nhưng mà cái chất lượng của nó thì tăng nó không được nhiều, chỉ 1,2%. Tuy nhiên thì như thế này với một ngân hàng có cái top phân hóa lớn thì em đánh giá cũng tích cực. Chị đã mua được cái phiên hôm nay thì ok, có thể có một nhịp hồi phục T cộng, có thể là có ăn em nhé. Nhưng mà nói chung là chỉ là ngắn hạn thôi. Ri
Huy hôm nay cũng tốt này. Huy tốt từ phiên hôm qua, hôm nay mua thì hơi chậm. Cả khá gần rồi, không thể mua được, có hàng thì giữ thôi. Rồi là BVB, HCM, CTI rồi, Masan. CTI thì ngày hôm qua thì room chung dài hạn có cho anh em mua. Hôm kia cho anh em mua ở đây. Cho anh em mua quanh cái vùng 13.2, 13.3 này. Đấy, thì hôm nay thì hàng về cũng được khoảng 6-7%. Hôm qua được 1,5, hôm nay là 5,5-7%. Lên quanh hơn 7%, 7-8% hàng về. Khá tích cực đúng không ạ? Cũng khá hiếm hoi những cổ phiếu ở nhịp này là có thể cái hàng về T5, T3 mà được 50%. Cái số lượng đó càng ngày càng ít đi anh em nhé. EIB, EIB thì cái nhịp vừa giờ em cũng đã nhắc đến cổ phiếu này cũng khá lâu rồi nhé. Cũng khoảng tầm 5-7 phiên rồi, từ chỗ này cơ. Đã chia sẻ mọi người từ chỗ này. Anh em là tốc tắc mua thì ok, đúng không? Đấy, thì sau đó thì cũng một số anh chị hỏi là có nên cắt không khi nó nhúng về quanh 19. Đấy, nhịp trước thì có báo là 19.2, 19.3 anh em mua đây. Thì nó về 18.8 này, đấy, anh em có hỏi là có bán không thì em chia sẻ mọi người là không nên bán vì cái đáy nó không bị thủng. Chúng ta vẫn giữ được. Thì hai phiên gần đây thì EIB có dòng tiền tham gia khá tốt. Đang có dấu hiệu ban đầu break nền đi lên, dấu hiệu tích cực của trong ngân hàng. Cũng là một top với cổ phiếu của nhóm ngân hàng có thanh khoản tốt. Ngoài ra thì có ngoài ACB, EIB còn có BVB hôm nay. BVB hôm nay cũng có dấu hiệu dòng tiền tham gia tốt. Với cơ hội trong ngân hàng là khả năng có một cái nhịp hồi phục. Đấy, quanh cái vùng này thì anh em cũng có thể mua được. Hôm nay thì nhịp vừa giờ thì em có chọn EIB rồi nên là BVB thì thôi. Có này thì nhịp trước em cũng có chia sẻ mọi người đúng không? Những ngân hàng này có mấy mã Techcombank này, MIB này, STB này, STB thì tăng rồi này. Rồi cái nhóm sau thì có BVB này, EIB và VAB đúng không ạ? BVB thì hôm nay là thanh khoản có dấu hiệu cải thiện. Anh em nắm múc được hôm nay thì khả năng có ăn cũng có. Nhưng mà tỷ trọng cũng vừa phải. Nhóm chứng khoán thì hôm nay có HCM. HCM là cổ phiếu mà dòng tiền tham gia tốt, tuy nhiên thì kháng cự thì nó khá là gần. Về mặt chung dài hạn thì nó cũng có một nhịp tăng khá mạnh rồi. Và đang chạm với vùng cản, vùng đỉnh cũ. Đâu đó là cách đây khoảng tầm gần 1 năm, khoảng tháng 8 năm ngoái. Nên là cái cơ hội mà vượt được cái đỉnh này thì khả năng em đánh giá là không cao. Nó cần thêm cái động lực mới nhá. Giống như con VND cái đi 2 hôm thì nó vẫn đang rung lắc ở quanh vùng đỉnh cũ. Cơ hội tăng thì vẫn có nhưng mà nó chỉ là cái nhịp tăng ở trong ngắn hạn. VND thực ra nó chưa break được nên là cái cơ hội trung hạn nó còn lớn. Còn HCM thì cái nhịp tăng nó đã khá là mạnh rồi, chạm vùng cản nên là cái cơ hội mà tăng mạnh tiếp thì tương đối là khó nha, phù hợp với việc đánh tên rồi. Anh em nào mua hôm qua hôm nay thì tạm ổn, ngày mai mua thì sẽ chậm. Những cái mã mà ngày hôm qua có cái thanh khoản tốt như là cái nhóm xi măng, cái nhóm đầu tư công như BCG chẳng hạn, hôm nay đang chứng lại, BCC đang chứng lại đã tăng. Thực ra thì vẫn đang khá là ok, nhưng BCC này vẫn đang tương đối là ổn. Tuy nhiên thì việc mua mới thì em đánh giá vẫn không quá là cao khi mà break, khi mà thị trường đang chạm cái vùng cản như thế này thì cũng khá là khó. Thứ nhất là thị trường chạm cản, thứ hai là bản thân cổ phiếu nó cũng đang có cái vùng cản tương đối gần. Chúng ta mua thì chúng ta phải mua ở những ngay cái thời điểm nó break đây. Đâu đó là ví dụ như đây vùng 12 chúng ta có thể tạm thời mua được. Bây giờ thì thôi chấp nhận một qua. PC1 đó, kiểu như vậy. KSB đó. Ok, đó là các mã mà hôm nay có cái dòng tiền nó tham gia có dấu hiệu đột biến. Tuy nhiên thì cái cổ phiếu mua được cũng không được không quá nhiều. Ok ạ. Chuyển sang cái phần phân tích các chỉ số anh em nhé. Đầu tiên là VN-Index này. VN-Index trên khung daily thì ngày hôm nay tạo một cái nến với cái biên giảm khá là lớn. Đầu phiên tạo một gap mà chủ đạo trong phiên ngày hôm nay là điều chỉnh. Cuối phiên thì có cái lực rút chân nhẹ, tuy nhiên thì cái nến này vẫn là cái nến có cái lực bán nó chiếm cái đa số. Khi mà đóng nến ngày hôm nay thì thấp hơn cái giá
hơn cái giá thấp nhất ngày hôm qua, mà có những thời điểm nó nhúng tận vào cái vùng 1060, 1062. Thì khả năng ở trong ngắn hạn thì nó vẫn lình trình thôi. Khi mà cái đáy cái trên khung H1 có chia sẻ với mọi người cách đây 2-3 hôm ấy, hay là hôm qua cũng vậy, là quanh 1057, 1058 này thì nó vẫn đang có ở đây. Nên là khi nào mà phá qua mất cái vùng 1058 này thì nó mới xác nhận cái tín hiệu là cái vùng nền này nó bị mất. Khi đó thì cái vùng hỗ trợ tiếp theo chúng ta hướng đến là quanh 1053. Đúng không ạ? Hiện tại thì cái việc mua mới thì em đánh giá thì vẫn chủ đạo là vẫn là quan sát thôi. Khi mà cái vùng cản ở đây, hôm qua có nói với mọi người là quanh 1074, 1075 mà nó 2-3 hôm rồi xuất hiện cái lực bán ở cái nhịp trước, thì hôm nay lên cái nhịp này nó lại bị bán tiếp. Nó lại bị bán nên là thực ra là vẫn còn đang cản. Và em cũng nhận thấy thị trường thì hôm nay có nói rồi đấy, đó là không có một cái nhóm nào nó đủ lớn đủ mạnh nó kéo cả một cái dòng. Ngay cả chứng khoán hay là bất động sản thì nó cũng có con tăng con giảm, nó không đồng thuận như những cái nhịp trước, những cái nhịp chỗ này. Nếu chứng khoán nó tăng thì nó trần gần hết, hoặc là bất động sản thì rất nhiều cổ phiếu tăng, nhưng mà 2-3 phiên gần đây thì con tăng con giảm. Hôm thì VND, hôm thì vừa giờ thì là hôm nay thì là HCM, nó khá là phân hóa nhé. Ngay cả bất động sản hay là chứng khoán hay là ngân hàng cũng như vậy. Nên là chúng ta chủ đạo vẫn là quan sát thôi, chưa có cái dòng tiền nào chưa đủ mạnh đủ lớn để trả cái giá cao hơn, nên là cứ mua cái con đi nền và bán là cái con đã tạo đỉnh. Nhìn chung là dòng tiền đang khá là lưỡng lự như vậy, mặc dù là rất nhiều thông tin ủng hộ. VN50 thì hỗ trợ 1058 anh em nhé. Ngày mai thì khả năng về đây nó cũng chưa thể thủng con luôn đâu. Nếu mà cái điều chỉnh về đây chưa chắc đã thủng luôn, nên là khả năng vẫn tích lũy trở lại. Kịch bản xấu thì nó thủng qua cái vùng này thì nó sẽ về cái vùng 1050, 1052. Lăn quanh cái vùng đó thì chúng ta lại chờ đợi xem nó phản ứng như nào. Lúc đó chúng ta mới quyết định được. Và em kỳ vọng là đến cuối tuần này nó giữ test lại cái vùng 1052, 1050 này, nó giữ được thì chúng ta có thể giải ngân dần được, giải ngân từng phần được. Túc tắc mấy ngày hôm nay cũng cho anh em mua rồi, nhưng mà cũng nhắc anh em là cũng túc tắc thôi, cũng chưa đi nên đi vốn lớn, nên giữ lại một cái phần mà chờ mua được ở những cái nhịp mà nó có thể điều chỉnh sâu hơn. Cái lợi nhuận của anh em ở trong nhịp vừa giờ thì cũng đang khá là lớn rồi, và cũng đã bán đâu đó khoảng 1/2 rồi. Tiền còn lại thì anh em vừa nói là túc tắc nhặt vài cái con mà nó ở vùng hỗ trợ tốt ấy, nó không chỉnh nhiều ấy. Còn vẫn để dành tiền để những cổ phiếu mà thị trường nó về cái vùng sâu hơn thì chúng ta mua lại. Chung dài hạn những cổ phiếu mà anh em đang nắm thì cũng đang khá là ok, chủ đạo ở trong 2-3 tuần gần đây là chủ đạo là bán thôi. Từ cuối cái tuần trước nữa rồi đến tuần trước rồi đến 1-2 hôm nay thì bắt đầu chung mua lại một ít một thôi. 1-2 hôm nay thì không bán nhiều nữa, chủ đạo cho mua, nhưng mà mua tốc tắc, mua thăm dò. Điều này thì anh em cũng biết rồi đúng không ạ, em chia sẻ rất là nhiều rồi. Đây ạ. Này, từ tuần cuối tuần trước nữa này, báo anh em bán này. Khá lâu rồi, từ mùng 8, mùng 9 tháng 5, mùng 10 tháng 5, quanh quanh mấy ngày đó cho bán dần. Bắt đầu bán những cổ phiếu mà tạo cái SBS bán ở nhịp trước, hôm nay đã cho ra tăng thêm này. SBS bán từ cái thời điểm đó đấy. Hôm nay bắt đầu vượt đỉnh trở lại cho ra tăng thêm. Đấy, giống như chia sẻ của em đấy là chúng ta khi mà nó tăng lên ấy, đấy, mà nó đang trứng lại thì chúng ta cứ hạ thì chậm một phần. Khi đó thì nếu nó không chỉnh lại với vùng hỗ trợ thì chúng ta lại phải chấp nhận mua với giá cao hơn. Thì hôm nay SBS thì chấp nhận mua lại với giá cao hơn cái thời điểm bán, cao hơn một chút, không sao, cái đấy là chấp nhận, là chuyện bình thường anh em nhé. Đây là bán IDG này, bán G36 này, G36 vẫn khá tốt này, đất xanh này đúng không ạ, bán DL1 này, bán rất nhiều nhé, bán HAR này, bán khá là nhiều, bán TIG này, TIG vừa đỉnh trở lại rồi, bán được khá lâu rồi. Đó, hôm qua hôm kia thì cho mua lại này, mua DXS này, mua DRH này, mua lại LIG 1/2 này, đấy, mua sen này, đó, thế thôi, mua 3-4 cổ thôi, tỷ trọng cũng vừa phải. Đấy. Hôm nay cuối phiên thì có cái rút chân như này thì tạm thời thì chúng ta phải quan sát thêm. VN30 thì hôm nay giảm sâu hơn. Đây chị nhìn ở cái góc bên phải này đúng không? Có VN-Index này, VN30 này, VN100 này, VN cái dòng gần cuối này, VN Midcap này, VN Small Cap này, chị thấy này. Ông càng lớn thì giảm càng to.
VN50 lớn nhất thì giảm to nhất, sau đó là đến VN-Index, không, sau đó đến VN100, Mid-Cap, sau đó VN Small. Small Cap thì gần như là không giảm, 0.02. Tức là xét về mặt sức mạnh thì Small Cap vẫn đang khá mạnh đúng không ạ? Khá là mạnh. VN100 này cũng cái chart này nó giống giống nhau thôi anh em nhé, khá giống nhau. Mid Cap cũng vậy này, Mid Cap thì nó khỏe hơn nhé, Mid Cap hôm nay vẫn đến xanh này. Mặc dù là chỉnh 0.1% nhưng là rút chân và cũng đang ở cái vùng đỉnh thôi, cũng khá là tích cực đấy. Small Cap thậm chí còn tích cực hơn là vượt cái đỉnh ngày hôm qua cái vượt, hôm nay test lại đỉnh đi lên. Còn xét lại mặt khung tuần đó, nếu mà nhìn khung tuần thì có mỗi Small Cap là vượt đỉnh tuần rồi, còn không là toàn các ông đứng bên dưới hết. Small Cap này, đây là Mid-Cap, Mid-Cap đang ở đỉnh nhưng mà chưa vượt được đỉnh đâu, nên 100 cũng chưa vượt được nhá, cái đỉnh nó đang rất xa đấy. 30 cũng đỉnh đây, Index cũng đỉnh đây, riêng Small Cap là đã vượt rồi, cái đỉnh trước gần như là nó chỉ tạo một cái đỉnh, cái vùng tích lũy đi ngang chứ nó không tạo đỉnh ở trong ngắn trung hạn. Và cái cây nến này thực ra Small Cap nó đã vượt từ đây rồi, đây là cái chạc tuần đấy, cái nến này này. Khi đó cách đây còn tầm 6-7 tuần đấy đó, cái nhịp đầu tiên mà Small Cap nó chạy đấy, nhiều anh em cứ báo là cứ nói là Small Cap chạy rồi thị trường sắp sập đúng không, nhưng mà nó có sập đâu, nó tăng tiếp 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuần nữa. Nên là anh em nào nắm được những cổ phiếu Small Cap ở cái vùng tốt đấy, vùng chân sóng ấy, thì nếu mà anh em đánh dài thì cơ hội rất lớn nhé, cơ hội rất lớn, ăn bằng lần là có nhé. Nhưng mà đánh ngắn thì phải ra vào hợp lý để cái tâm lý của mình nó không bị ảnh hưởng. Ok, xin chào 37 anh chị đang xem, mọi người nhớ like ủng hộ cho em Đại nhá. 19 lượt like đã, mới được một nửa. Còn 17, 18 anh chị chưa like thì mọi người nhớ like ủng hộ cho em nhá. Đó. Về cái chart Small Cap thì em thấy nó đang khá tích cực đấy, khung tuần nó khá tích cực, nếu có chỉnh nó chỉ chỉnh daily thôi. Còn nó đã xác nhận vào cái xu hướng khung tuần rồi thì cái tín hiệu như này là rất tích cực. Mid Cap thì nó tích cực hơn một index một chút đấy, nó tích cực rất mạnh rồi. Và ở đây thì nó cũng đang ngấp nghé một cái vùng cái biên hỗ trợ và kháng cự nó rất là gần, nên là cơ hội nếu nó phá được cái đỉnh này thì nó sẽ rất là sáng. Nên là anh chị nào mà cái vốn vừa và nhỏ ấy, thì đánh những cái cổ phiếu mà Mid Cap hoặc Penny thì cái sức mạnh của nó mạnh hơn nhé. Còn anh em nào mà vốn lớn một chút thì để tạo sự cân bằng thì nên có những cổ phiếu tầm khá khá một chút, không quá bé nhưng cũng không cần phải to quá, là để cho cái trạng thái tài khoản nó cân bằng, để tránh những cái trường hợp ví dụ thị trường nó có những nhịp chỉnh mạnh ấy, thì thường những penny này nó chỉnh mạnh hơn thì đó tài khoản chúng ta nó không bị sốc nhé. Còn anh em muốn bé muốn nhỏ thì đánh lướt nhanh những cổ phiếu nhỏ này thì cái lợi nhuận quay vòng muốn nó nhanh hơn thì cái tài khoản nó sẽ gia tăng tốt hơn. Ok, đó là thị trường thì ngày em thấy một điều là chưa có một cái động lực quá lớn để nó vượt được cái vùng 1075 1077 khi mà dòng tiền nó vẫn đang khá là rẻ rặt, nhìn chung là tương đối rẻ rặt. Xét cả nhóm ngành một chút này, chung dài hạn thì nó vẫn rất là tích cực anh em nhé, vẫn là tích cực, chưa có gì xấu cả, nhưng mà ngắn hạn thì như thế này thì nó vẫn đang hơi rẻ rặt đấy. Ngân hàng thì vẫn vậy thôi, vẫn lình xình đi ngang, hôm nay thì nến đỏ, vẫn cái biên giá như vậy, chưa có gì mới cả. Thanh khoản vẫn khá to, chứng tỏ là dòng tiền vẫn tương đối ổn, vùng cản này thì vẫn đang tương đối mạnh, vẫn xuất hiện lực bán. Dầu khí thì cũng đang tương đối tích cực, dầu khí tích cực hơn, thì chủ đạo vẫn đang tăng. Thép cũng, thép hôm nay thì xấu hơn một chút, thép thì chủ đạo thì ông Hòa Phát hôm nay chỉnh đúng không? Chạc này thì giống khá giống ở chạc Hòa Phát. Chỉnh cái vốn không to nhưng mà nhìn chung thì về mặt chung dài hạn thì em thấy vẫn ok, nhưng ngắn hạn thì đang có những dấu hiệu nó lình xình đi trở lại. Bất động sản thì cũng vẫn lình xình đi ngang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 phiên rồi. Xét về đồ thị thì nó đang có một cái trạng thái hơi mất cân bằng về giá một chút, có thể lình xình tích lũy chỉnh nhẹ một chút. Bán lẻ thì hôm nay vẫn nến đỏ. Công ty chứng khoán hôm nay thì vẫn là nến xanh, vốn khá to nhưng mà cái biên tăng không được nhiều, vốn rất to nhưng mà biên tăng không được nhiều, chứng tỏ cái áp lực bán nó đang có dấu hiệu gia tăng khi nó tiệm cận cái vùng trên này.
Nhìn chung thì về mặt ngắn trung hạn thì các nhóm ngành vẫn động khá là ổn, nhưng mà trong nhịp T cộng thì vẫn đang có cái dấu hiệu nó có một cái áp lực ở trong ngắn hạn. Nhịp này thì cần phải một cái, nghe mà nói, cần một cái dòng nó đủ mạnh, đủ lớn, có thể chứng khoán cũng được hay là bất động sản cũng được, nó phải đủ lớn, nó phải đồng thuận, không thể con tăng con giảm được, nó phải đồng thuận, nó phải đủ mạnh, giống như cái nhịp chỗ này, giống chỗ này, hay là viên đích giống chỗ này, nó giống chỗ này, giống 2-3 viên chỗ này, thì lúc đó nó mới đủ mạnh được, nó phá cái vùng cản này lên được, phá cả này nó còn một cái cản nữa là quanh 1.008x nữa. Nên là mua mới anh em cứ bình tĩnh thôi, không phải gì phải vội cả anh em nhé. Xin chào 40 anh chị đang xem, mọi người nhớ like ủng hộ cho em nhé. Đâu đó là mới có được 25 lượt like thôi, anh chị like ủng hộ thêm lại nhá. Hôm qua có nói mọi người là con DRH đúng không? DRH mua được ít đúng không? Đấy, hôm nay tăng tốt này, đúng không? Hôm trước thì báo là TDC. TDC hôm nay chỉnh một tí là bình thường. TDC hôm trước báo con này từ cây này anh chị mua được ở đây là hôm nay là T1 thì cũng lời được khoảng 4%. Hôm qua báo DRH đâu ạ? DRH ở đây ghép hai con đấy. Chọn 1-2 đúng không? Khá ok. Anh em phím vài mã này thì hôm nay thị trường chỉnh, nhìn chung mấy con này vẫn đã ổn nhá. Vẫn ổn. Cũng hên phết thì vẫn xanh. Vẫn xanh rồi nhá. Đấy. Tăng được không chỉnh là được rồi. 2%, 1-2% được. Hôm nay thì cho mua thêm PDR. Đấy. Nhà cũng phím mà cũng chia sẻ công khai mọi người luôn nhé. Hôm nay có cho anh em xem lệnh rồi. Đây lệnh này cho mọi người xem lệnh nhá. Không phải mọi người lại bảo chấm gió. Rồi. Đây. Chụp cái ảnh lệnh cho mọi người nhá. Lúc 11 giờ báo. Đây. 13:05, 13:06. Tức là hôm nay mua nó vẫn đang cũng chưa lời chưa lỗ gì, thấy tín hiệu dòng tiền thôi là anh em mua thôi. Sau cái nhịp tích lũy này với vốn nhỏ thì bắt đầu có dấu hiệu dòng tiền thì anh cho anh em mua thôi. Thế thôi, đơn giản là vậy thôi. Chứ người cái cân đo giá thì cũng hơi khó đấy. Lúc báo anh em là nó là đã quanh cũng 13:05 gì đó, 13:06 gì đó. Có thời điểm nó hưng phấn nó lên được một chút, nhưng mà nhìn ở đây là nhìn dòng tiền. Thì em chia sẻ với anh em nhịp này là mọi người cứ quan sát dòng tiền thôi. Đây chia sẻ với con PDR. Chưa biết đúng sai như nào thì cứ thấy dòng tiền tốt thì chúng ta cứ tạm thời chúng ta follow theo, đúng không? Đây, những cái lần trước mấy cái phiên gần đây thì chủ đạo tích lũy đi ngang với vốn khá nhỏ, nó bắt đầu có dòng tiền tốt rồi buổi sáng ngày hôm nay. Anh em vào từ cây này luôn này, từ cây này luôn này. Lúc đó nó cũng đang đúng ở cây này là quanh cái vùng giá 13:05, 13:06 chỗ này. Lại báo anh em bốc luôn. Sau đó nó chỉnh về tít phía dưới này. Chỉnh tận 13:04 luôn. Không sao, lên chênh một vài like chuyện bình thường anh em ạ. Đóng phiên thì là vẫn 13:06. Dòng tiền tham gia khá tốt, tham gia khá là tốt. Tích lũy cũng khá lâu rồi. Cơ hội nó có thể có một chút bật. Con này nếu mà vượt được cái vùng 14.2, 14.3 thì cơ hội nó cũng sẽ sáng một chút đấy. Con này với con Novaland thì cũng báo anh em trên room mà canh. Sáng hôm nay cũng báo anh em mà canh hai con này, canh dòng tiền con này, hai con này. Nên là trong room của em cũng khá là, không chỉ là riêng em đâu mà còn anh em trong room luôn. Đây, buổi sáng live stream thì nó cũng hơi bận một chút đây, báo anh em này. Anh em canh Novaland phát đạt nhé, nó buôn ngắn lên nhóm nhé, đúng không? Đó. Đấy, EIB này hôm qua báo này. Không, buổi sáng này lúc đấy là mấy giờ này? 9:04 này. Đấy, tức là xong đó là có một anh ở trong room là anh canh được PDR nổ vôn. Thế là em xem trả cái là cho anh em mua.
room cũng khá là vui nghe nhé, trao đổi rất nhiều rồi, có mấy năm mấy người đây mà trao đổi rất nhiều rồi đó. Anh chị nào chưa ấy thì chưa có room khách hàng làm chị hài lòng thì có thể liên hệ với em nhé. Novaland vậy, Novaland thì em đánh giá là chắc chỉ tầm vài phiên nữa thôi, một vài phiên nữa thôi, cũng đang ngấp nghé rồi đấy. Con PDD nó chạy thì Novaland này cũng thấy sốt ruột đấy. Cái này cũng nói mọi người rồi đúng không, chu kỳ này, đây là anh chị nào bán hay đừng có bán nhé, mua thì mua tốc tắc ở đây được nhé. Mua gom một ít thôi, sau đó nó vượt được cái giá ở đây là 13.7 này là cũng khá sáng. Anh chị mở tài khoản và chuyển nó đi nhá, mở tài khoản và chuyển nó đi, mình sẽ trở thành khách hàng của em lại, và em lại sẽ add vào cái room đó.